Thứ sáu thì ngày 15 tháng 7 2022, âm lịch là ngày 17 tháng 6 2022, tức là ngày Kỷ Tỵ. Ngày Kỷ Tỵ tức là chi sinh can, hỏa sinh thổ, là ngày cát, gọi là nghĩa nhật. Tam hợp Sửu và Dậu, Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ cũng tốt cho ngày này, tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, tu tạng, động thổ ba nền, cầu tài lộc, khai cương, mở kho, xuất hành, dựng cột, cất lầu, làm giàn gác, cưới gà. Vì theo Ngọc Học Chánh Tông và các sách cổ như là Thông Thư, Trạch Cát Thần Bí, Lịch Vạn Niên, Trạch Cát Dân Gian Toàn Thư thì ngày Kỷ Tỵ có các sao tốt như là sao Nhân Chuyên là sao Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được các sao xấu, sao Đại Hồng Sa, sao Phúc Hậu, sao Dịch Mã, sao Phúc Sinh, sao Thiên Thành, sao Thiên Đức, sao Phúc Hợp, sao Nguyệt Đức Hợp và sao Trực Khai Sinh Khí. Các tuổi Hợi, Thân, Dần, Tý chú ý ngày Kỷ Tỵ, vì theo Khẩu Minh Lục Diệu Nhật là ngày Chu Tước, là ngày xuất hành, cầu tài đều xấu và hay mất của, kiện cáo thì thua và đối lý.